Vậy tôi xin giới thiệu chiếc ghế đầu ô tô Honda của Hồng Kông. Chiếc này là chiếc ghế ô tô này được Kip Plaza phân phối và bán lẻ trên toàn quốc. Tôi xin giới thiệu đặc điểm chi tiết sản phẩm này. Sản phẩm này thì được làm bằng chất liệu nhựa kết hợp với kim loại cao cấp, và nó được thiết kế theo 3 lớp nằm. Thứ nhất là ngồi, ngồi hẳn, nghiêng. Đây, nghiêng đây. Ngồi hẳn. Và chất liệu vải thì được thiết kế theo kiểu vải cao cấp, nên khi bé nằm nó sẽ khoáng theo lưng bé, không bị nóng mà đảm bảo rất thoải mái cho bé. Còn đai an toàn thì thiết kế chắc chắn với 3 khóa đây, và bạn có thể điều chỉnh theo độ tuổi và độ lớn của bé, và được thiết kế kèm theo một tấm vải giúp bé không bị đau tay khi nằm và ngồi. Bên sau này thì chúng ta có thể điều chỉnh cái dây đai nó vừa với độ lớn của bé. Sản phẩm này thì dùng cho bé từ 6 tháng tuổi đến hơn 3 tuổi. Màu sắc thì nó có 3 màu: màu nâu kem, và màu đỏ, và màu xanh.